Kính thưa quý vị và các bạn, từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng kiên quyết dừng hoạt động của các thuê bao là SIM điện thoại sai thông tin. Theo đó, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó sẽ khóa thông tin hai chiều với những thuê bao này và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Lợi dụng thời điểm này thì nhiều tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo dưới hình thức khóa thuê bao yêu cầu nâng cấp và từ đó lấy dữ liệu cá nhân chiếm đoạt SIM rồi chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dùng bắt đầu xuất hiện rầm rộ. Mạo danh Cục Viễn thông, nhân viên quản lý nhà mạng, nhắn tin, gọi điện thông báo người dùng sắp bị khóa thuê bao. Lúc này, các đối tượng lừa đảo yêu cầu người dùng cung cấp số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để kiểm tra trên hệ thống thuê bao đã đăng ký thông tin chính chủ hay chưa. Nếu người dùng từ chối cung cấp, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lời đe dọa về việc thuê bao sẽ bị khóa ngay và yêu cầu người dùng làm theo hướng dẫn. Lúc này, đa phần các nạn nhân đều hoang mang và bắt đầu thực hiện thao tác yêu cầu mà đối tượng đưa ra như đọc mã OTP, số căn cước công dân, thông tin ngày tháng, năm sinh, v.v. Từ đó, mất quyền kiểm soát SIM điện thoại và kẻ xấu sẽ tiến hành chiếm đoạt các tài khoản khác như tài khoản trực tuyến của ngân hàng, tài khoản mạng xã hội và các tài khoản ví điện tử có liên kết với số thuê bao di động. Vâng, thưa quý vị, dù chiêu thức lừa đảo này không còn mới, nhưng trong bối cảnh các nhà mạng đồng loạt thực hiện việc rà soát để khóa thuê bao khiến cho người dùng rất khó phân biệt thật giả. Và khi đó, kẻ xấu lợi dụng tầm quan trọng của thông tin thuê bao khi liên kết hầu hết các giao dịch tài chính, bảo mật các tài khoản của người dùng để đánh vào tâm lý khiến cho người dùng dễ hoảng sợ và làm theo kịch bản của chúng. Thay vì để bản thân bị động và để các đối tượng xấu dẫn dắt, người dân có thể chủ động kiểm tra thuê bao điện thoại của mình đã chuẩn hóa theo quy định hay chưa để tránh mắc bẫy. Theo đó, từ ngày 15 tháng 3, các nhà mạng bắt đầu triển khai nhắn tin và cuộc gọi thông báo tới các thuê bao di động trong diện cần phải chuẩn hóa thông tin. Những khách hàng nhận được tin nhắn, cuộc gọi kể trên cần nhanh chóng phối hợp thực hiện bổ sung chuẩn hóa thông tin theo hướng dẫn bằng cách liên hệ qua tổng đài của nhà mạng, thao tác trên ứng dụng hay website chính thống của nhà mạng hoặc đến tại các cửa hàng, trung tâm thông tin mạng của các hãng trên toàn quốc. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tra cứu thông tin thuê bao bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp TTTP, viết tắt của chữ thông tin thuê bao, rồi gửi đến tổng đài 1414, áp dụng cho mọi nhà mạng. Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông là quyết sách đúng đắn, đảm bảo thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm góp phần ổn định trật tự xã hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi sử dụng SIM điện thoại có thông tin đăng ký không đúng quy định, thực hiện các hành vi lừa đảo, quảng cáo sai sự thật, thiếu văn hóa, trái với thuần phong mỹ tục. Do đó, người dân cần nghiêm túc thực hiện và đồng thời cũng phải tỉnh táo trước các chiêu thức lừa đảo thông qua hoạt động này của các nhóm đối tượng xấu.